Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Man-thêu. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê thời vua Herode trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ đông phương đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bái lại người. Nghe tin ấy, vua Herode bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bây giờ vua Herode bí mật vời các nhà chiêm tinh đến hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện, rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bây giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo cháp, lấy vàng, nhũ hương và mộc diệp mà dâng tiến. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herode nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cô, quý ông bà và anh chị em thân mến, những điều mà tiên tri Isaiah loan báo trong bài đọc 1 chúng ta vừa nghe này đã trở thành: đứng lên, bừng sáng lên Jerusalem hỡi, vì ánh sáng của ngươi đến rồi, vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Lạc đà từng đàn che rợp, tất cả những người từ Sê-va kéo đến để mang theo vàng với trầm hương mà loan truyền lời ca tụng Đức Chúa. Một viễn cảnh đẹp, một viễn cảnh bừng sáng, một viễn cảnh huy hoàng, chứng tỏ quyền năng của Thiên Chúa, chứng tỏ lời hứa của Thiên Chúa trong quá khứ được thực hiện. Và nay trong bài tin mừng, những gì mà Isaiah đã loan báo thành hiện thực. Hình ảnh ba vị chiêm tinh từ phương đông lũ lượt kéo đến để tìm cho được vua, vị vua mới sinh ra, cho chúng ta một cảm nhận rằng ánh sáng đó đã chiếu tỏa trên thế gian, và những người từ xa xôi, từ chân trời góc bể cũng có thể nhận ra được ánh sáng đó như là dấu chứng để tìm đến sự sống, ánh sáng chân thật. Thế nhưng để tìm và nhận ra được ánh sáng chân thật đó, không phải bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được nơi hài nhi Giê-xu, nơi vị ngôn sứ đã loan báo đều là Thiên Chúa thật. Các nhân vật trong bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó. Trước hết, ba nhà hiền sĩ, ba nhà chiêm tinh, họ đăm đắm nhìn trời và ngôi sao lạ xuất hiện. Họ nhận ra đây là một vị vua mới sinh ra, và họ đã lên đường. Chắc chắn một điều rằng
Ngôi sao lạ đó không chỉ có ba người được nhìn thấy, mà có nhiều người, các nhà chiêm tinh khác cũng đã nhìn thấy ngôi sao lạ. Nhưng để cất bước ra đi thì chỉ có ba vị mà thôi. Ba vị đã theo lời mời gọi của ngôi sao, từng bước mò mẫm, lần mò trong đêm để có thể theo hướng dẫn của ngôi sao tìm đến một vị mà các ông cho chắc rằng đó là vị vua vừa sinh ra. Thế nhưng chúng ta chỉ thấy được ba nhà cất bước lên được. Rồi khi tới Jerusalem, ngôi sao lại vụt tắt, và người ta cần phải biết rằng có lẽ vua mới sinh phải ở trong cung điện, và đó là lý do tại sao họ đến gặp Herod, vị vua đương thời lúc bấy giờ. Họ nghĩ rằng từ hoàng cung vị vua mới sinh đã xuất hiện. Câu hỏi của các đạo sĩ: vị vua mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người và chúng tôi đến bái thờ người. Hơn ai hết, Herod hiểu rằng như vậy một vị vua mới sinh đã xuất hiện, và đó không phải thuộc dòng tộc của Herod. Bởi vì nếu Herod sinh con thì hoàng tử ắt hẳn đang ở trong cung điện. Nhưng không, vị hoàng tử đang ở một nơi nào đó. Và vì vậy vua đã triệu tập tất cả những nhà thông luật và các kinh sư để hỏi. Ngay lập tức vua có đáp án, và nơi đó là Bethlehem. Kỳ diệu thay, câu trả lời của các vị thượng tế, các luật sĩ đã làm cho chúng ta thấy các ông đã hiểu, các ông đã nhận biết, các ông đã nghe đến, các ông đã thuộc lòng về nơi vị cứu Chúa xuất hiện. Thế nhưng ngôi sao lại xuất hiện một lần nữa, cũng chỉ có ba người lên đường đi tìm đến Bethlehem, nơi theo lời Kinh Thánh đã khẳng định. Đến Bethlehem, ba vị chiêm tinh đã nhận ra đây là Chúa, đây là Đấng Kitô, đây là vị vua mới sinh, thật đơn hèn trong hang đá. Có lẽ chỉ đức tin, có lẽ là đức tin mà Thiên Chúa đã ban cho các ông để các ông có thể nhận ra, mở bảo chép và thở lại. Một hình ảnh bé nhỏ, một hình ảnh đơn sơ như thế, làm sao có thể là vị vua mới sinh được, nếu nơi đó không chất chứa trong tâm hồn một luồng ánh sáng mới, một luồng ánh sáng của đức tin soi cho các ông. Chúng ta ngày hôm nay, Thiên Chúa vẫn đang tỏ mình ra cho chúng ta. Thiên Chúa tỏ mình ra cho chúng ta qua các hiện tượng thiên nhiên, qua các dấu chỉ của thời đại. Ngày xưa, Đức Giê-xu giáng trần, Ngài tỏ ra cho những con người tìm kiếm sự lạ trong trời đất qua ánh sao lạ. Để rồi, qua ánh sao đó, con người nhận ra, các nhà chiêm tinh nhận ra một vị cứu Chúa xuất hiện. Ngày hôm nay những hiện tượng cũng đang xảy ra trong cuộc đời của chúng ta mỗi ngày. Liệu chúng ta có nhận ra đó là điều mà Thiên Chúa đang nói với chúng ta hay không? Đại dịch Covid đang hoành hành, chúng ta đọc thấy gì? Liệu chăng đó là một lời mời gọi hoán cải, một lời mời gọi trở về với Chúa, lời mời gọi nhìn nhận lại thân phận con người đơn hèn yếu đuối của mình? Nhận ra ngôi sao, ba nhà chiêm tinh vội vã lên đường. Chúng ta liệu có vội vã biến đổi cuộc đời hay không sau đại dịch này? Hay chúng ta trước dịch như thế nào, bây giờ vẫn y vậy? Thiên Chúa vẫn tiếp tục tỏ cho chúng ta qua những con người khác. Herod lúc đó và toàn dân Israel lúc đó, dân Do Thái lúc bây giờ đang chìm trong bóng tối, đang mò dò dẫm trong bóng tối. Khi nghe ba nhà chiêm tinh nói vị vua mới sinh ra ở đâu, thì Kinh Thánh nói cả thành Jerusalem xôn xao và Herod bối rối. Bởi vì một tin lớn như vậy,
Bởi vì những con người xa lạ đã khám phá ra một cứu Chúa xuất hiện, đấng mà toàn dân Israel đang đợi chờ. Biết vị cứu thế đấy đã xuất hiện, toàn dân đã xôn xao. Nhưng sự xôn xao đó chỉ dừng lại tại chỗ mà thôi. Ba nhà chiêm tinh đã nói cho họ về Thiên Chúa. Ngày hôm nay chúng ta cũng có nhiều người đang nói cho chúng ta nghe về Thiên Chúa. Đó là những con người khôn ngoan đang ở giữa cộng đoàn chúng ta. Đó là cha, là mẹ nói cho con cái về Thiên Chúa. Đó là những người bậc thầy, người cô đang chỉ cho chúng ta cách thức để làm người. Đó là một cụ già tóc bạc nói cho chúng ta về lẽ phải, đường ngay. Đó là những con người được Chúa sai đến trong giáo hội giảng giải các nghĩa lời Chúa và hướng dẫn lề luật của Chúa cho chúng ta. Thiên Chúa tỏ mình ra qua những con người gần gũi nơi ngay bên cạnh chúng ta. Thiên Chúa còn tiếp tục tỏ mình ra trong lời của Chúa. Khi mất phương hướng, các nhà hiền sĩ đã hỏi, để rồi ngay trong lời Chúa cho họ câu giải đáp. Phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, vì nơi ngươi xuất hiện vị cứu tinh chăn dắt dân ta ra đời. Chính lời của Chúa đã tỏ cho con người biết đi tìm về Chúa nơi đâu. Và những nhà hiền sĩ đã tin vào lời của Chúa và đi đến Bethlehem. Ngày hôm nay lời của Chúa vẫn đang tiếp tục mở cho chúng ta thấy Thiên Chúa là ai. Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, một Thiên Chúa luôn luôn lắng nghe những lời ngẩn khẩn cầu của chúng ta, một Thiên Chúa luôn luôn sẵn sàng tha tội cho chúng ta, một Thiên Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta hãy biến đổi vì nước trời đã gần đến. Thiên Chúa còn tỏ cho chúng ta trong lương tâm của chúng ta khi mách bảo chúng ta phải làm điều gì và tránh điều gì. Các nhà hiền sĩ khi thấy ngôi sao, khi gặp Herode, khi gặp các nhà kinh sư nói về Chúa, các ông nghe và các ông để cho tiếng lương tâm mách bảo và thúc giục các ông lên đường hành động để tìm gặp đấng cứu Chúa. Thiên Chúa ngày hôm nay cũng đặt để nơi mỗi người chúng ta một lương tâm để chúng ta cần phân biệt phải trái, cần phải biết thực hiện những điều gì đẹp ý của Thiên Chúa, những gì chúng ta cần tránh xa. Thiên Chúa tỏ ra cho những nhà hiền sĩ ngày hôm xưa, có nhà Thiên Chúa đang tỏ, đang nói ngỏ lời với từng người chúng ta. Thế nhưng chúng ta đã làm gì? Liệu chúng ta có sẵn sàng để cho Chúa tỏ mình ra cho chúng ta và chúng ta chấp nhận để nhận ra Thiên Chúa hay không? Ba nhà hiền sĩ nhận ra dấu sao lạ, nhận ra tiếng của Thiên Chúa, nhận ra sự giới thiệu của Thiên Chúa. Các ông đã lên đường. Herode và cả thành Jerusalem xôn xao vì tin một vị cứu tinh xuất hiện, nhưng không ai lên đường. Sự khác lạ ở đây là những con người từ xa lại sẵn sàng đi tìm. Có những con người được gọi là người nhà của Chúa, dân tộc của Chúa thì lại bàng quan. Dù biết rằng ngôi sao họ mà ba vị thấy, họ đều thấy. Tin mừng mà các ông vừa nghe, họ cũng đã nghe. Nhưng họ dừng chân tại nhà ăn phần thủ thường, không dám bước ra khỏi vòng tròn an toàn đảm bảo cho họ. Chính vì lẽ đó, họ không gặp được vị cứu Chúa vừa sinh. Chúng ta có sẵn sàng lên đường hay không? Ngày hôm nay Thiên Chúa tỏ mình ra cho mọi người. Thiên Chúa đã đến với con người. Thiên Chúa đã ở với con người. Và đặc biệt hơn, chính Thiên Chúa đến ở với con người để làm gì? Không phải để cho con người nhận ra Chúa, nhưng mà để cho con người có cơ hội được ở với Chúa. Thiên Chúa từ trời cao đến với con người, ở với con người, để cho con người được ở với Chúa.
Thiên Chúa hòa mình trong dòng chảy của nhân loại. Và Thiên Chúa vẫn đang ở với chúng ta, cũng như chúng ta đang có cơ hội được ở với Chúa ngày hôm nay. Chúng ta ngày hôm nay quy tụ trong thánh đường này là chúng ta đang đến và ở với Chúa. Lát nữa đây chúng ta rước Chúa vào lòng, chúng ta được ở với Chúa và Chúa ở trong chúng ta. Đó là điểm cao của lòng nhân hậu, của lòng thương xót Thiên Chúa dành cho con người. Thiên Chúa đến cho con làm người để con người được thông phần vào thiên tính của Thiên Chúa. Trong ngày lễ Chúa Hiển Linh hôm nay, chúng ta cầu nguyện để chúng ta ý thức rằng cuộc hành trình của đời chúng ta, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Thiên Chúa luôn đồng hành và Thiên Chúa luôn tỏ mình ra cho chúng ta, liệu chúng ta có nhận ra Ngài hay không. Ngài sẵn sàng ở đó, Ngài đang ở bên đó, Ngài đang ở bên chúng ta. Liệu chúng ta có mở lòng ra để ở với Ngài hay không? Được điều đó, chúng ta thấy rằng cuộc đời chúng ta giống như những nhà hiền sĩ vui mừng được gặp Chúa. Chúng ta hân hoan bởi vì chúng ta có Chúa ở cùng. Chúng ta hạnh phúc bởi vì chúng ta không đơn độc trên hành trình này. Chúng ta an tâm bởi vì có một Thiên Chúa luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu từ những điều tận trong thâm tâm của chúng ta. Một lần nữa chúng ta dâng thánh lễ này để cầu bình an và ơn đức tin cho tất cả cộng đoàn chúng ta, cũng như những ai đã từ bỏ niềm tin của mình. Giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.